Cuốn sách How to Talk to Anyone, nghệ thuật giao tiếp, Leo Londis. Cuốn sách là một hướng dẫn tuyệt vời về nghệ thuật giao tiếp, bao gồm 92 thủ thuật hiệu quả để xây dựng mối quan hệ, tạo thiện cảm và gây ấn tượng với người khác trong mọi tình huống. Dưới đây là những nội dung hay và quan trọng nhất của cuốn sách. 1. Tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Ánh mắt gắn kết, Leo Londis khuyên nên duy trì ánh mắt một cách tự tin để thể hiện sự chú ý và tạo cảm giác thân thiện. Tuy nhiên, đừng nhìn chằm chằm mà hãy giữ ánh mắt một cách tự nhiên. Nụ cười chậm rãi, thay vì mỉm cười ngay lập tức, hãy dừng lại một chút và mỉm cười chậm rãi. Điều này sẽ tạo cảm giác rằng nụ cười của bạn chân thành và chỉ dành cho người đối diện. Kỹ thuật xoay người, khi giao tiếp, hãy xoay cả người về phía đối phương để thể hiện rằng bạn đang chú ý hoàn toàn vào cuộc trò chuyện, giúp tạo sự gắn kết và tôn trọng. 2. Tạo thiện cảm với người khác. Thể hiện sự quan tâm chân thành, hãy tập trung vào người khác, hỏi thăm và lắng nghe câu chuyện của họ. Điều này cho thấy bạn thực sự quan tâm đến họ chứ không chỉ nói chuyện qua loa. Ghi nhớ tên của người đối diện, tên là âm thanh ngọt ngào nhất đối với mỗi người. Hãy cố gắng nhớ và gọi tên họ trong cuộc trò chuyện để tạo sự thân thiện và gần gũi. Lắng nghe chủ động và phản hồi tích cực, không chỉ lắng nghe, hãy thể hiện sự đồng cảm bằng cách gật đầu, nhìn thẳng vào họ và phản hồi tích cực. Điều này sẽ giúp đối phương cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe. 3. Nghệ thuật đặt câu hỏi và dẫn dắt câu chuyện. Làm cho người khác nói về chính họ, mọi người đều thích nói về bản thân mình. Hãy đặt những câu hỏi mở, khuyến khích người khác chia sẻ về cuộc sống, sở thích và quan điểm của họ. Nói về điều mà người khác quan tâm, khi phát hiện ra sở thích hoặc đam mê của người khác, hãy cùng thảo luận về chủ đề đó để tăng sự gắn kết và tạo hứng thú trong cuộc trò chuyện. Không bao giờ chỉ trả lời câu hỏi mà hãy mở rộng, thay vì trả lời ngắn gọn, hãy mở rộng câu trả lời để giữ cuộc trò chuyện trôi chảy và tạo cơ hội cho người khác chia sẻ. 4. Giao tiếp phi ngôn ngữ mạnh mẽ. Nụ cười tỏa sáng, một nụ cười lan tỏa từ ánh mắt xuống miệng sẽ tạo cảm giác tự nhiên và thân thiện. Nụ cười này không chỉ làm bạn trở nên dễ mến mà còn khiến người khác thấy thoải mái. Tư thế tự tin, giữ tư thế thẳng lưng, không khép vai và tự tin khi bước vào một căn phòng. Dáng đứng tự tin sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng ban đầu mạnh mẽ. Lắng nghe không lời, khi giao tiếp, sử dụng ánh mắt, gật đầu và các cử chỉ nhỏ để thể hiện rằng bạn đang tập trung vào người đối diện. 5. Sử dụng ngôn từ một cách khéo léo. Sử dụng từ bạn, thay vì tôi, thay vì nói về mình, hãy tập trung vào người đối diện. Điều này sẽ giúp người khác cảm thấy bạn coi trọng họ và tạo ra sự kết nối tự nhiên. Nói chuyện theo cách người khác muốn nghe, thay vì sử dụng các thuật ngữ chuyên môn hoặc từ ngữ phức tạp, hãy giao tiếp bằng ngôn ngữ mà người đối diện dễ dàng hiểu và cảm thấy gần gũi. Tránh những câu nói tiêu cực, thay vì phàn nàn hoặc nói về những điều tiêu cực, hãy tập trung vào những điều tích cực và lạc quan trong cuộc trò chuyện. 6. Xây dựng niềm tin và sự tin cậy. Đồng cảm và đặt mình vào vị trí của người khác, cố gắng hiểu cảm xúc và quan điểm của người khác sẽ giúp bạn xây dựng sự đồng cảm và khiến họ cảm thấy bạn là người đáng tin. Hãy khiêm tốn và chân thành, tránh khoe khoang hoặc nói quá về bản thân. Thay vào đó, hãy thể hiện sự khiêm tốn và trung thực để tạo lòng tin với người đối diện. Thừa nhận lỗi lầm của mình, khi mắc lỗi, hãy thẳng thắn thừa nhận. Điều này giúp bạn giành được sự tôn trọng từ người khác và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. 7. Sử dụng hiệu ứng bẫy cảm xúc để thu hút sự chú ý. Tạo sự tò mò, khi muốn thu hút sự chú ý, hãy tạo ra một chút bí ẩn hoặc khiến người khác tò mò về bạn. Chia sẻ câu chuyện cá nhân, những câu chuyện cá nhân giúp bạn gần gũi hơn với người khác, giúp tạo cảm giác chân thật và thu hút sự quan tâm của họ. Gây bất ngờ, đôi khi, bạn có thể thêm một chút yếu tố bất ngờ hoặc hài hước vào câu chuyện của mình, để giữ cho cuộc trò chuyện thú vị. 8. Đưa ra lời khen chân thành. Khen ngợi đúng lúc, khi thấy người đối diện làm tốt một điều gì đó, hãy khen ngợi họ ngay lập tức. Điều này sẽ tạo ấn tượng tích cực và khiến họ cảm thấy được đau. Đưa ra lời khen cụ thể, thay vì khen chung chung, hãy cụ thể hóa lời khen để người khác thấy bạn thực sự quan tâm. Ví dụ, bạn thật sự giỏi trong việc truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng. Sử dụng những lời khen tạo động lực, một lời khen không chỉ tạo thiện cảm mà còn khích lệ người khác phát triển bản thân. 9. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để xây dựng sự kết nối. Phản chiếu tư thế, cử chỉ hoặc giọng điệu của người đối diện sẽ tạo sự đồng cảm và gắn kết. Giữ khoảng cách phù hợp, tôn trọng không gian cá nhân của người khác, điều này giúp họ cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Linh hoạt trong giao tiếp phi ngôn ngữ, sử dụng ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ tay để thể hiện sự chú ý.